Hello, chào tất cả anh em, chào mừng em tới mình. Ngày hôm nay chúng ta nói chuyện về một nguyên liệu đang là hot trend ở thời điểm hiện tại, đó là oud, hay gọi là trầm hương. Ngày nay gần như tất cả các nhà nước hoa đều có những cái sản phẩm liên quan đến loại nguyên liệu này. Và đối với mình thật là khó để có thể đưa ra top 10 chai nước hoa trầm hương xuất sắc nhất hoặc là top 5 chai nước hoa xuất sắc nhất. Rất là khó, có thể gọi là không được. Mà ở đây trong cái video này thì mình sẽ chỉ đưa ra một số những cái sản phẩm hiện mình đang có hoặc là những cái chai nước hoa mình đã từng được ngửi. Để mình có thể hy vọng rằng nếu như các anh em nào đang muốn tìm hiểu về nước hoa và đặc biệt là mùi hương của oud thì chúng ta có thể rút ngắn thời gian, chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian để có thể lựa chọn được cho mình một số chai nước hoa trước tiên để có thể hiểu được oud nó là như thế nào. Và nếu như các anh em lần đầu đến với video này của mình thì và muốn tìm hiểu những sản phẩm để mua thì xin chia sẻ thêm, hiện nay mình cũng kiêm thêm luôn vai trò bán nước thơm để mà kiếm tiền làm video. Các anh em hãy click vào đường link ở bên dưới ở phần mô tả và nơi đó mình sẽ có những sản phẩm về chiết, về những sản phẩm về full. Mình rất hy vọng các anh em ủng hộ mình để mình có thể làm thêm được nhiều video khi phục vụ các anh em. Và bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu một số những chai nước hoa oud mà mình hiện đang có. Ok, let's go. Ok, chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đây đó là một sản phẩm của nhà Banana Republic, nó có tên là 17 Oud Moissas. Đây là một chai nước hoa mà theo như lời giới thiệu của Banana Republic, nó là một sự kết hợp giữa văn hóa của phương Đông và văn hóa phương Tây, có nghĩa là nó vẫn sử dụng nguyên liệu oud và nó kết hợp cùng với sự và saffron và gia thuộc, tạo nên cái mùi hương. Cái thứ nhất là nó không bị quá là nồng nàn, nó không quá là dữ dội theo cái âm hưởng văn hóa của phương Đông khi mà sử dụng nguyên liệu trầm hương. Mà ở đây chai nước hoa này thì rất là nhẹ nhàng, mềm mại và có một cái gì đó khá là uốn lượn. Sau đó chai nước hoa này mình đặc biệt muốn đến hai đối tượng mà các anh em muốn tìm hiểu oud. Cái thứ nhất đó là những bạn nào muốn bắt đầu hiểu oud nó là như thế nào thì 17 Oud Moissas chính xác là cái mùi hương như thế. Và cái thứ hai, nếu như các anh em nào đang cảm thấy nhàm chán cái combo trầm hồng, cái sự dữ dội, cái sự gọi là ao ạt của mùi trầm hương mà hiện thường có ở trong những chai nước hoa ví dụ như Amort chẳng hạn, đó đấy là nhà nước hoa Trung Đông tiêu biểu khi sử dụng nguyên liệu trầm hương, thì Banana Republic 17 Oud Moissas chính là cái hướng đi khác biệt với phần còn lại. Đó, chai nước hoa đầu tiên mình muốn giới thiệu cho anh em đó là 17 Oud Moissas. Đó, đây là hình dáng của em nó. Chai nước hoa thứ hai mình muốn nói đến ở đây đó là một sản phẩm của nhà Comme des Garçons và nó có tên là Wonder Oud. Chai nước hoa này thì nó sử dụng khá nhiều nguyên liệu như trầm, nhang, đã khá là rất nhiều những nguyên liệu phương Đông chứ không hẳn hoàn toàn là oud. Và cái điểm mình thấy khá là thú vị ở chai nước hoa này đó là mặc dù nó sử dụng một loạt những nguyên liệu khá là mạnh, tiêu, trầm, nhang, nhưng mùi hương của chai nước hoa này thì rất là mềm mại và nói chung là đối với mình là cảm giác một cái gì đó khá là nhã nhặn. Tất nhiên nhã nhặn ở đây là nó vẫn giữ một cái nét văn hóa mùi hương của phương Đông nhưng nó ở trong cái mức kiểm soát được. Do đó nếu như các anh em nào yêu thích một cái mùi hương, cái mùi hương này thì mình cảm giác là nó khá là trầm và nam tính, hợp với các anh em nào tầm từ khoảng 28-29 đổ lên và mùa đông lạnh, năm nay mùa dự báo mùa đông sẽ khá là lạnh. Và các anh em thích một cái mùi hương trầm, ấm và manly thì Comme des Garçons Wonder Oud cũng là một cái mùi hương các anh em có thể tham khảo đó. Tiếp theo nữa đó là một sản phẩm của nhà Christian Dior, nó có tên là Leather Oud. Đây là chai nước hoa thuộc dòng cao cấp của nhà Dior. Điểm mình thấy thú vị ở chai nước hoa này là mặc dù nó sử dụng gia thuộc và trầm hương nhưng mà cảm giác xịt chai nước hoa này nó rất là mềm mại, nó khá là gọi thế nào nhỉ, khá là nịnh mũi. Thì các anh em nào nếu như mà yêu thích những cái mùi hương trầm hương và thích nó không quá là dữ dội, chúng ta vẫn thích nó một cái gì đó nó mềm mại, nó nhẹ nhàng, và chai này mình nghĩ là cũng khá là thu hút nếu mà sử dụng vào mùa lạnh. Các anh em xịt thì mình cảm thấy là có một sự ghi điểm không hề nhẹ, thì Christian Dior Leather Oud là cái chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Đó, đây là hình dáng của em nó.
Đây là hình dáng của em nó. Tiếp theo nữa là một sản phẩm của nhà Perry Ellis. Đây là một chai nước hoa mình cảm thấy rất rất là đáng tiếc bởi vì nó đã bị discontinued, gọi là ngừng sản xuất. Hiện nay thì trên những trang ví dụ Fragrance X vẫn còn sản phẩm của chai nước hoa này, nhưng mà cái giá của nó thì đã bị đắt gấp đôi. Theo như lần cuối cùng mình check giá của nó đắt gấp đôi. Nhưng nếu như có thể thì các anh em hãy nên mua chai nước hoa này bởi vì nó xứng đáng đến từng xu một khi mà chúng ta bỏ ra. Chai nước hoa mình muốn nói đến đây đó là Oud Black Vanilla Absolute. Đây là một cái sự kết hợp tuyệt vời giữa vanilla và oud. Đối với mình, chai nước hoa này nó giống như một cái sự thử nghiệm và một cái sự gọi thế nào, khám phá, để hiểu rằng khi mà trầm hương kết hợp cùng với các nguyên liệu ngọt ví dụ như là vanilla, chôn cabin đó, hoặc là caramel chẳng hạn, nếu như có một sự kết hợp tài tình của perfumer thì trầm hương không bao giờ là có một cái cảm giác gì đó nó khô cứng. Trầm hương không bao giờ có một cái cảm giác gì đó nó dữ dội giống như chúng ta vẫn thường nghĩ, mà trái lại nó kết hợp rất rất là nhuần nhuyễn với các nguyên liệu ngọt đậm đà ví dụ như vanilla, chôn cabin, caramel, tạo nên một cái mùi hương có thể gọi là xuất sắc. Tất nhiên thì không có một cái mùi hương nào có thể hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. Đến cả hoa hậu đi thi vẫn còn bị chê bai thì một chai nước hoa vẫn có người chê là điều hoàn toàn hết sức bình thường. Thế nhưng với cái quan điểm của mình thì các anh em nếu như có thể hãy mua thử chai nước hoa này bởi vì nó xứng đáng đến từng xu chúng ta bỏ ra. Và mình xin nhắc lại rằng mỗi khi mình đi ập, mình mang chai nước hoa này thì cũng chưa bị ai chê bai về mùi hương chai nước hoa này. Do đó, Perry Ellis Oud Black Vanilla Absolute chính là cái sản phẩm mình rất muốn các anh em hãy thử liều mình hạ tiền đó. Tiếp theo nữa đó là một sản phẩm của nhà Garland. Một combo trầm hồng rất là quen thuộc. Thế nhưng ở chai nước hoa này thì mình rất là mê mệt bởi vì nó rất là, có thể nhà nó có một cái vẻ gì đó rất là ma mị. Lần đầu tiên mình ngửi mình đã cảm thấy là nó thuộc về mình và mình ngay lập tức đã hạ tiền mua nó bằng gì. Mặc dù mình biết là mình đã bị giá bị trội lên khá là nhiều bởi vì cái thời điểm đó là giá order về bị cao. Thế nhưng khi mình đã thích thì không gì có thể cản nổi. Chịu thiệt thòi một chút cũng được, miễn là mình phải nhanh chóng có được cái mùi hương mình thích. Chai nước hoa mình muốn nói đến đây đó là Garland Santa Riot. Với anh em nào đang muốn hiểu combo trầm hồng nó là như thế nào thì đây, mình nghĩ là chỉ cần một chai nước hoa của nhà Garland này chúng ta có thể hiểu được nó là như thế nào, hình hài nó ra làm sao. Một cái mùi hương lưu hương cực tốt, rất là ma mị, rất rất là quyến rũ. Các anh em nếu có thể hãy thử mua chai nước hoa này để đón cái mùa đông lạnh giá đang sắp tới. The winter is coming, ok? Okay, Garland Santa Riot. Đó, em nó. Ok. Và cuối cùng, cũng không phải là cuối cùng. Trước khi mình nói hai chai cuối cùng của mình thì nhà Tom Ford có một chai Oud Oud. Đây là một mùi hương rất là xuất sắc, rất là nhuyễn. Nó không hề gọi là, khi mà chúng ta đọc cái tên của nó là trầm hương và gỗ thì có thể là đối với một số các anh em chúng ta sẽ hiểu là một cái mùi hương rất là khô khan, rất là gọi là boss, giống như cái phong cách làm mùi hương của Tom Ford. Thế nhưng ở chai nước hoa Oud Oud này thì nó hoàn toàn khác. Rất là dễ chịu, rất là gọi là tạo nên một cảm giác thư thái khi mà người, mặc dù nó sử dụng những nguyên liệu gỗ, nó vẫn rất là nam tính, nó vẫn rất là quý ông. Thế nhưng ngửi mùi hương của chai nước hoa đó không hề cảm thấy một cái gì đó khó chịu. Và mình đánh giá rất là cao chai nước hoa này. Do đó, so far, chai nước hoa này nó thực sự cái tên của nó rất phát âm rất là mệt. Các anh em nào tầm từ khoảng 28 và lên và chúng ta đang cần một cái mùi hương nam tính, đàn ông, lịch sự, quý ông thì sản phẩm của nhà Tom Ford này cũng rất là ok, chúng ta nên tham khảo đó. Và cuối cùng, hai chai nước hoa cuối cùng mình muốn nói đến đây đó là hai sản phẩm của nhà Maison Francis Cartier. Chai nước hoa đầu tiên có một cái tên rất là ngắn gọn, Oud. Đó, đây là mùi hương kết hợp giữa Oud và Saffron, nghệ tây.
mùi hương của nó thì rất là ok. Trong cái line của nhà Maison Francisca Chan de Oud này thì mình chỉ có hai chai mình cảm thấy rất là ok. Tất nhiên là với cái gu của mình, chứ mình không nói là những cái chai khác là tệ. Thì chai nước hoa này đầu tiên mùi trầm hương rất là vừa vặn, đủ, kết hợp cùng với saffron tạo nên một cái mùi hương rất là ok, nó xứng đáng với cái số tiền chúng ta sẽ bỏ ra để mua đó. Và nữa đó là Oud Satinwood, cũng là một combo trầm hồng quen thuộc. Và ở chai nước hoa này chúng ta, mặc dù là 70ml và giá thì cũng không phải là rẻ, thế nhưng với một lần xịt chỉ cần một hoặc hai shot, nó sẽ có thể bám chúng ta theo cả ngày. Và mùi hương của nó rất là nồng nàn, rất là ngọt ngào, quyến rũ, sexy. Thì mức tiền chúng ta bỏ ra để sở hữu chai nước hoa này lại hóa ra rất là rẻ đó. Và với hai sản phẩm, nếu như kênh em nào có thể và chúng ta thích mua một lần cho nó xong, thì chỉ cần bỏ ra số tiền mua bộ đôi sản phẩm của nhà Maison Francisca Chan Oud và Satinwood là chúng ta có thể hiểu được Oud hay gọi là trà mương nó là như thế nào đó. Để mình zoom gần cho các anh em xem. Đây. Đó, hai chai nước hoa này. Nếu như các anh em nào muốn tìm hiểu trầm như thế nào thì chỉ cần mua hai chai nước hoa này, mình nghĩ thế là đủ, không cần mua nhiều. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ với anh em gợi ý một số chai nước hoa mà các anh em có thể tham khảo để mua trước khi chúng ta muốn biết trầm hương nó là như thế nào. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.